công trình chúng ta đang chờ tới cái giờ mà chuẩn bị đổ bê tông là đang vào cái giai đoạn nghiệm thu cốt thép. Rồi chúng ta cùng đi nghiệm thu những cái sai ở công trình này nữa ha mọi người ha. Vũ đang có mặt trên cái sàn sân thượng ha, sân thượng của một công trình ở quận 2. Công trình này thì quy mô là một trệt, hai lầu và sân thượng trùng cu, với phần xây dựng là ngang 5m và dài 15m. Đó, trên cái mảnh đất của chúng ta thì nó lớn hơn mảnh đất của chúng ta là ngang 10m và dài tới 20m được ha mọi người ha. Nhưng mà cái mật độ xây dựng ở đây chủ nhà chỉ xây khoảng phần nửa thôi. Thì bây giờ công trình chúng ta đang chờ tới cái giờ mà chuẩn bị đổ bê tông là đang vào cái giai đoạn nghiệm thu cốt thép để mà chuẩn bị đổ. Thì bây giờ mọi người cùng với Vũ đi nghiệm thu xem coi việc bố trí cốt thép cũng như là cốt pha của công trình này nó đạt hay chưa ha, để chúng ta quyết định là có cho đổ bê tông hay không. Rồi thì đây là đi với Vũ thì có kỹ sư trực tiếp đang điều hành ở công trình này. Thì chủ cho anh biết là hiện giờ công nhân của chúng ta đang làm là đạt khoảng bao nhiêu người em? Dạ, thời điểm hiện tại thì công trình đang có là 6 thợ và 6 phụ. 6 thợ, 6 phụ, một số lượng cũng rất là đông. Và tiến độ của chúng ta như thế nào? Mỗi tấm của chúng ta đang làm là bao nhiêu ngày cho một sàn? Nếu như không gặp vấn đề về thời tiết thì chúng em có thể làm trong vòng 7-8 ngày một sàn. 7-8 ngày một sàn, là luôn cái phần mình làm cầu thang, luôn cái phần mình xây luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cùng với anh đi nghiệm thu. Thì nhìn sơ qua thì cốt thép thì hồi nãy Vũ đã nghiệm thu rồi, thì cái thép đang đi rất là đúng về cái số lượng cũng như bố trí thép thì là đang là rất là đạt ha. Nhưng mà có những cái vấn đề mà mọi người lưu ý với Vũ ha. Đây, ô sàn của chúng ta trước khi bô sắt sàn thì chúng ta đã có những cái mực để bắn hết rồi, bắn phương ngang, bắn phương dọc. Nhưng mà mọi người thấy nè, các anh thợ lại bô lại không có ngay nè ha. Đó mọi người thấy coi là lệch ra đây khoảng 2 phân, bên này cũng lệch 2 phân. Đó. Và tổng quan thì cái thép của chúng ta như vậy là không đạt ha mọi người ha. Là bắt buộc chúng ta phải chỉnh sửa lại. Đó mọi người coi nó chạy hẳn ra. Đấy. Đó, nó rất là méo mó. Thành ra là chúng ta phải sửa lại hết ha mọi người ha. Rồi đó là cái vấn đề về đi cái thép sàn. Mặc dù là chúng ta có bốn mực nhưng mà chúng ta lại bô lại cũng không thẳng. Cái điều này là cái điều mà không chấp nhận được. Rồi chúng ta cùng đi nghiệm thu những cái sai ở công trình này nữa ha mọi người ha. Đây, mọi người coi nè, gần đổ bê tông rồi mà cái đà của chúng ta vẫn chưa có được kê. Mọi người thấy, đó, đáy đà vẫn không được kê lên. Thì như vậy thì chúng ta sẽ không có cái da bê tông bảo vệ thì cũng sẽ ảnh hưởng tới kết cấu của chúng ta. Ra là bắt buộc là chúng ta cũng phải là dùng cục kê chúng ta kê lên ha. Và thép sàn cũng phải kê lên thôi mình ha. Thép sàn chúng ta cũng phải dùng cái cục kê như thế này chúng ta kê lên. Đó. Đó. Thì hiện giờ thì công ty Tiến Phát số 8 là dùng những cái cục kê chuyên dụng như thế này. Đó. Để kê. Đây là cục kê khoảng 2 phân rưỡi. Và cái cục kê cho cái đắp cái lớp sàn cao hơn thì cục kê này nó lên tới khoảng 5 tới 7 phân ha mọi người ha. Rồi lưu ý cái nữa, đó là về cái mà cốt thép. Thì cốt thép lưu ý nữa là mọi người coi nè, những cái vị trí mà cây cột này nè, cây cột này thì để tránh mà trường hợp mà khi chúng ta đổ bê tông những cái thép này nó chạy thì chúng ta cũng phải ràng cái đai lại ha. Chúng ta vô cho nó vào một cái đai cột ở đây để nó cố định, để hạn chế khi đổ xong sàn thì cái cột này chúng ta sẽ không có bị nhấn thép. Đó. Thêm nữa là về mặt cốt pha thì cái sàn của chúng ta khi mà chúng ta đổ chúng ta nên lưu tâm tới cái việc mà cốt pha của tất cả các thành ha mọi người ha. Thành dầm như thế này. Đó, đây là gọi là cốt pha mặt ngoài hay có thành của dầm. Thì ở đây thì các anh thợ đang dùng cái biện pháp là dùng cái sắt sáo này gị vào và dùng kẽm để gịch vào ha. Thì như vậy thì nó không an toàn ha mọi người ha. Vũ mong muốn là bắt buộc thợ
là phải dùng thép sáo này và chúng ta hàn chấm bon vào vào trong cây sắt sắt dầm này luôn. Và mọi người mọi người sẽ tranh cãi là cái việc mà chúng ta hàn như thế này nó sẽ làm non thép, nhưng mà không ảnh hưởng gì cho mọi người ha. Thứ nhất là thép chủ chúng ta lớn và chúng ta hàn chấm bon thì cũng không có làm cho non sắt gì đâu đó. Nhưng mà ngược lại thì cái thành cái file chúng ta lúc nào nó cũng được an toàn, chúng ta đổ ra chúng ta tháo ra thì nó sẽ không bị phình đó. Mọi người biết là khi mà chúng ta đổ bê tông mà với cái lực khối lượng của bê tông mà nó gây ra áp lực rất lớn lên cái thành này, cộng thêm cái đập dùi nữa mọi người, nó tăng cái lực nén, cái lực mà lực phá mà cái thành này ra rất là nhiều. Thành ra là chúng ta phải kỹ về vấn đề mà gông cái thành này ha. Và khoảng cách này thì chúng ta sử dụng là khoảng 50 đó, 50 khoảng là nửa mét á, có nghĩa là 50 phân cho một cái cây sắt này để mà bô vô cái thành này ha. Đó, chúng ta phải ghi sao cho nó chắc chắn vô đó. Cái việc mà cột kẽm như thế này thì nó không an toàn các mọi người ha. Đó, cột kẽm như vậy chúng ta phải chống chọi cho nó thật kỹ đó. Cái kẽm nó giãn nở rất là nhiều ha mọi người ha. Rồi đây cũng vậy này đó nè, nè. Đây là của những anh thợ mà nhà quê nha mọi người ha. Đó, ở dưới quê người ta có thể làm vậy do cấu kiện người ta nó nhỏ đó, cái lượng bê tông nó ít thì người ta có thể gông tạm vậy được. Còn đối với những công trình nhà phố, nhà cao tầng như thế này mà chúng ta làm mà kiểu mà sơ sài kiểu này thì chắc chắn khi đổ bê tông là sự cố nó sẽ xảy ra rất là nhiều ha mọi người. Ra mọi người lưu ý. Và việc mà chúng ta đặt ống chờ cũng vậy, sau khi mà chúng ta nghiệm thu cốt thép cốt pha xong thì chúng ta cũng nghiệm thu những cái ống chờ này coi nó được chờ sẵn chưa, rồi có nắp bít đậy lại hay không, được cố định như thế nào hay không. Chúng ta hạn chế cái việc mà sau này chúng ta đục lỗ hay là khoan gì đó ha mọi người ha. Chúng ta nên đặt ống này trước để cái việc mà chống thấm cái phần cổ của những cái phễu này nó được kỹ lưỡng hơn. Thì nói chung là đây là những cái kinh nghiệm mà cũng chia sẻ cho mọi người trong quá trình mà nghiệm thu cốt thép. Cơ bản nhất khi chúng lên sàn mà chúng ta quan tâm trước, rồi chúng ta quan tâm tới số lượng sau. À còn chút lưu ý nữa, chúng ta cũng lên nghiệm thu luôn những cái dầm mà chiều dài nó dài vượt quá 10 mét thì chắc chắn thường là nhà thầu họ sẽ nối sắt, thì chúng ta coi những cái thép dầm đó nối những cái vị trí nào có đúng không. Đó, ví dụ như chiều dài của cái dầm dọc này là nó dài lên tới 15 mét thì chắc chắn chúng ta sẽ không, cây thép chúng ta có 11 thứ 7 thôi, nó sẽ không đủ mà chúng ta sẽ phải nối thép. Thì đây là vị trí nối thép, đây vị trí nối thép, đây là có hai cây này là thép này nó nối nè mọi người. Nó nối thì vị trí này đang nằm nối ở nhịp và nó nằm ở trên ha. Cái nhịp này là được tính từ đâu mọi người? Đây là từ cái cột này qua cái cột đó, thì cái vùng nối này nó đang nằm ở trong cái phần nhịp giữa dầm và nó nối phần trên là đúng. Còn cái phần mà nối thứ hai đây, cái phần nối thứ hai là nó đang nằm ở ngay vị trí gối mà nằm ở dưới nè mọi người, thấy không ha. Gối là có nghĩa sao, là nó nằm gần cột này và nó nằm ở lớp dưới đây. Đây cho mọi người thấy là đó, đây đây đó, bên kia cũng có nối thép, bên này nối thép, bên này nối thép, là thấy không. Và nối ngay cái vị trí này là vị trí gối mà nằm ở dưới thì nó là an toàn và nó đang đúng về mặt kỹ thuật ha. Chúng ta không thể nào làm ngược lại ngay vị trí nhịp mà chúng ta nối ở dưới là nó nguy hiểm, thì mô măng ngay cái vị trí đó rất là nhiều. Và cái chỉ biết gối thì chúng ta phải nối ở dưới không nối trên đó. Đó là những cái cơ bản nhất mà chúng ta phải biết khi mà chúng ta đi nghiệm thu cái cốt thép cho một cái công trình của chúng ta. Và mọi người có điều kiện thì mọi người luôn làm luôn cái phần mà thép cầu thang với cầu thang đổ chung cho nó liền khối ha mọi người ha. Đó, mọi người coi ha, cầu thang thì cũng phải được bố trí cái dầm thang và nên đổ luôn nó liền khối với nhau. Như vậy thì sẽ sau khi chúng ta đổ xong thì chúng ta sẽ đi lên công trình một cách rất là dễ dàng, cũng như là việc mà kỹ thuật liền khối nó sẽ tốt hơn là khi chúng ta đổ thành hai giai đoạn, chắc chắn nó không tốt bằng rồi. Và mọi người đã đi với Vũ trong vài phút vừa qua thì mọi người thấy là những cái lỗi sai cơ bản nhất mà chúng ta cần bắt buộc nhà thầu phải chỉnh sắt thép lại, cũng như chỉnh lại cái phương pháp mà gia cố cốt pha lại ha, để cho việc mà cốt thép nó đúng kỹ thuật cũng như cốt pha nó đảm bảo về cái tính chất an toàn. Thì như vậy thì chúng ta mới cho tiến hành được đổ bê tông được. Đó là những cái lỗi sơ đẳng nhất.
đó. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng phải ôm theo cái bản vẽ, chúng ta nghiệm thu coi thép nó đi tăng cường đúng kích thước hay không, tăng cường có đúng vị trí hay không đó. Thì cái đó là cái chuyên sâu vô thì chắc chắn là chúng ta cũng phải cần lưu tâm. Nhưng mà những cái chủ vừa nêu đó là những cái lỗi mà tất cả nhà thầu đều hay mắc nhất, và ai cũng muốn của mình một cái sản phẩm chất lượng nhất, thì chắc chắn là chúng ta phải làm chỉnh chu nhất từng cái nhỏ nhất ha mọi người ha. Và mong rằng mọi người ủng hộ Vũ và cho Vũ một nút like, cũng như là tương tác với Vũ bằng một lượt đăng ký để Vũ thêm nhiều động lực để chia sẻ cho các bạn thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình xây dựng một ngôi nhà mơ ước của chúng ta như thế nào ha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau.